được thành lập vào tháng 8 năm 2011 tại khu công nghiệp Thịnh Phát, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojit là công ty Nhật Bản đầu tiên sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Với hơn 10 năm có mặt trên thị trường, chúng tôi đã và đang đầu tư phát triển các kỹ thuật thiết bị hiện đại độc đáo nhất có thể. Hiện tại, nhà máy Kyodo Sojit đang hoạt động với công suất lên đến 250.000 tấn mỗi năm nhằm cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi và nông nghiệp Việt Nam. Là một công ty liên doanh giữa tập đoàn Sojit và công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Quan, Kyodo Sojit hội tụ những giá trị và kinh nghiệm từ hai đối tác đến từ Nhật Bản. Tập đoàn Sojit là một tập đoàn sản xuất, thương mại, đầu tư tổng hợp và sở hữu mạng lưới kinh doanh rộng khắp toàn cầu, đặc biệt là Việt Nam. Khi mối quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Sojit với Việt Nam bắt đầu từ thập niên 1950, năm 1986, Sojit là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép mở văn phòng đầu tiên tại Hà Nội. Trong khi đó, Việt Quan là một công ty hàng đầu tại Nhật Bản, đã có lịch sử gần 100 năm chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và cung cấp thực phẩm tươi sạch cho hàng triệu người tiêu dùng. Ngoài ra, Việt Quan còn đầu tư vào 3 khu vực Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ nhằm thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi tại châu Á. Vào tháng 12 năm 2011, Kyodo Sojit đã xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Thịnh Phát. Sau hơn một năm xây dựng, nhà máy đã tiến hành chạy thử nghiệm và đạt kết quả tốt, cho ra thị trường dòng sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao. Đến nay, công ty đã có hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng thương hiệu tại Việt Nam và đạt được thành công trong việc phát triển hệ thống phân phối rộng khắp từ Hà Nội đến Cà Mau, đi cùng tiềm năng phát triển tại thị trường Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, Kyodo Sojit hiện có hơn 150 đại lý và đang nỗ lực mở rộng hệ thống hơn nữa để đảm bảo người chăn nuôi có thể tiếp cận sản phẩm của công ty một cách dễ dàng và thuận tiện. Kyodo Sojit là một trong những nhà máy lớn và đáng tin cậy nhất trong ngành sản xuất hiện nay, có tổng diện tích 33.346 m² với hơn 200 nhân viên sở hữu kinh nghiệm dày dặn. Đội ngũ nhân viên của Kyodo Sojit luôn cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ, mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý. Đặc biệt, chúng tôi có hệ thống nhà máy ép duy nhất tại Việt Nam áp dụng công nghệ máy ép mỏng, giúp tăng diện tích tiếp xúc giữa nguyên liệu và máy ép, tăng khả năng bảo quản thức ăn, tránh hao hụt và giảm chi phí vận chuyển, lưu trữ. Mặc dù thị trường bên ngoài vẫn còn tiếp tục đầy khó khăn và khắc nghiệt, chẳng hạn như chi phí giá nguyên liệu tăng cao ảnh hưởng tới việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nhưng tại Kyodo Sojit, chúng tôi vẫn luôn ý thức sứ mệnh của mình và cam kết luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Để nâng cao giá trị ngành chăn nuôi, chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm dựa trên những kiến thức cùng với công nghệ sấy phun từ Nhật Bản. Kyodo Sojit đã phát triển các công thức chuyên biệt dành cho từng loại vật nuôi, giúp tăng năng suất chăn nuôi, hấp thu dinh dưỡng và củng cố hệ miễn dịch đường ruột. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ hàng xá và phát triển sản phẩm theo từng dạng bao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách thuận tiện nhất. Với sự đầu tư nghiêm túc vào dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, KSF đã đạt chứng nhận Global Gap nhà máy thức ăn chăn nuôi vào năm 2018. Chứng nhận này như một lời cam kết của Kyodo Sojit đối với khách hàng về nguồn sản phẩm an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc toàn diện, giúp người nuôi có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó, Kyodo Sojit còn là doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi duy nhất ở thị trường Đông Nam Á có dây chuyền sản xuất bắt ép với các khách hàng tiêu biểu như Vinamilk và các công ty bò sữa lớn ở Việt Nam. Bắt ép có cấu trúc tinh bột gãy, tăng trưởng hiệu quả, kích thích ăn uống, rút ngắn thời gian nuôi và khuyến khích động vật nhai lại, đồng thời giúp tăng cường tiêu hóa tinh bột trong cỏ và chuyển hóa năng lượng, đảm bảo cân bằng chất dinh dưỡng cho từng loại vật nuôi. Hiểu được tầm quan trọng sự tăng trưởng cho từng giai đoạn khác nhau, chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất ra thức ăn tinh thể từ công nghệ đỉnh cao Nhật Bản. Đây là thức ăn mà Kyodo Sojit là nhà cung cấp duy nhất sản xuất tại thị trường Việt Nam. Để sản xuất thức ăn, chúng tôi phải trang bị máy móc hiện đại, các nguyên liệu phối trộn với nhau tạo ra hình dạng tinh thể tăng ngay sau ăn, giúp cho động vật tập ăn, tăng trọng lượng nhanh chóng trong suốt giai đoạn bú sữa mẹ và tiếp tục cải thiện trọng lượng sau khi cai sữa. Bằng khát vọng, ý chí quyết tâm phát triển bền vững, chúng tôi không ngừng cải tiến mọi công nghệ, quản lý con người, đồng hóa quy trình để mang đến những sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý với khẩu hiệu chất lượng Nhật Bản, thịnh vượng Việt Nam. Kyodo Sojit cam kết đồng hành cùng quý khách hàng để trở thành nhà cung cấp các sản phẩm thức ăn chăn nuôi an toàn và hiệu quả hàng đầu tại Đông Nam Á. Công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojit, hotline 0272 363 8383.